Xin chào các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Mình là Tuyền. Thì hôm nay trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động màu đỏ. Thì mình trong video này mình xin phép cập nhật chính sách giá cũng như là tình hình hàng hóa của Hyundai Accent cho tháng 11 và tháng 12 cũng như là những cái tháng cuối năm, cũng gần Tết rồi thì các bạn cũng có thể là cân đối là có dòng tiền về và cũng nên sắm cho mình một chiếc xe để đi phục vụ gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán cuối năm. Thì Hyundai Accent thì số tự động bên mình hiện tại có hai phiên bản. Bản này là bản đặc biệt đang có giá niêm yết là 545 triệu. Và hiện tại trong cái tháng 11 này thì nhà máy đang được hỗ trợ chương trình giá với 10 triệu nhà máy. Thì hiện tại đại lý mình đang bán với chính sách giá cho khách hàng đó là khoảng 515 đến 518 triệu. Còn với phiên bản Hyundai Accent bản AT tiêu chuẩn thì hiện tại bên mình đang bán với giá khoảng 482 đến 485 triệu. Nhưng màu xe thì bên mình đang sẵn có những cái màu như là trắng, đỏ, đen và vàng cát, ghi vàng. Thì như màu đỏ hoặc màu đen thì bên mình có chính sách giảm sâu hơn một chút, từ 1 đến 2 triệu cho khách hàng. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh và Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì nó rơi vào tầm độ khoảng 580 triệu chưa bao gồm bảo hiểm vật chất rồi thân vỏ đấy ạ. Còn bản tiêu chuẩn thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 40 triệu thì nó khoảng 540, bảo hiểm đâu đó cỡ khoảng 7 đến 7 triệu rưỡi. Thì hiện tại cái chương trình trả góp thì bên mình vẫn áp dụng cho khách hàng với mức lãi suất cũng khá là hợp lý so với thời điểm hiện tại. Lãi suất nó rơi vào tầm độ khoảng 10% đến 11-12% tùy theo điều kiện tài chính của khách. Thì những cái công nghệ nổi bật trên Hyundai Accent các bạn có thể thấy đó là ga tự động Cruise Control này, cửa sổ trời, điều hòa tự động, rồi đèn nổ từ xa. Đó, hệ thống đèn chiếu trước pha cốt là kiểu chiếu projector, và Accent có đèn chiếu góc cho 3 phiên bản, đó là bản Accent số sàn bản đủ, Accent tự động và Accent tự động bản đặc biệt. Lưới tản nhiệt cũng được mạ chrome sang trọng và có cản trước cũng được trải chrome khói dài rất là sang trọng. Accent cũng được trang bị hệ thống cửa gió điều hòa ghế sau cho tất cả các phiên bản. Thì cái này giúp các bạn đi hành trình ngồi trên xe thì được cái sự làm mát của xe được đều và sẽ làm lạnh nhanh hơn. Cốp xe thì cũng được trang bị cảm biến, 4 cảm biến và có camera lùi. Đó, thể tích cốp thì khá là rộng với chiều dài tổng thể là 4m440, dài hơn Vios khoảng 2cm và có chiều dài cơ sở cũng tương đối là tốt hơn Toyota Vios. Thì với tầm giá lăn bánh chưa 600 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu Hyundai Accent, là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu các bạn quan tâm đến Hyundai Accent nói chung, nói riêng và dòng xe Hyundai nói chung như Tucson, Santa Fe, i10, Accent, Creta, Elantra thì vui lòng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.